ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសុភារไลฟ์สไตล์នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើទឹកញ៉ាំឲ្យមានកម្លាំងចាគឺទឹកប៉មជាមួយនឹងខ្ញីចានេះគឺជាទឹកដែលជួយឲ្យកម្លាំងយើងឬថាពេលដែលយើងអស់កម្លាំងខ្លាំងឬមួយពេលដែលយើងកើតជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំទៅវាជួយឬថាឲ្យធូរបង្កយើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានជាតិផ្អែមនៅក្នុងខ្លួនទៅឲ្យយើងមានកម្លាំងមកផង ចាំមុននឹងទៅដល់ការបង្ហាញពីវិធីធ្វើទឹកប៉មនិងទឹកខ្ញីនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បុរីភ្នំពេញថ្មីដែលតែងតែឧបត្ថម្ភរាល់វីដេអូសុភារไลฟ์สไตล์ចាបុរីភ្នំពេញថ្មីមានគម្រោងថ្មីឈ្មោះថារីឌៀនផាកចាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទំនាក់ទំនងចង់ដឹងពីព័ត៌មានផ្សេងៗឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានគម្រោងរបស់រីឌៀនផាករបស់បុរីភ្នំពេញថ្មីនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងនៅលេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋានដែលមាននៅ
nick him that tang, jung up men, truck car, the honoring, yam the honoring, chap chim and then. Chan junk young to cap a high mat dom, pick lion, young, proud, tie, pick and dom, two tuck ban, like people, makla, dom, two young car, two a young man, took a car and die. Hi, palm, moy, chan high young truck car, the mom, chan high the crown, uncle, young truck car, me and all, the tattoo that mean chit gear. Chung mean bong on clack, got to chin yam so down, chung got at yam, the yam ban, yo tuck gear. Chà tất cả Kulene, chẳng vì sưu để thua áo dương thật nhây hay tất cả năng hay năng tất không năng về chuối thua anh bóng coi dương năng bàn thu xa hay tất bom chết bom bài cho mỗi năng tất không bài năng vì thua dương miền cầm lăng hay chìa bật xét về để dương chư dương cồn dương anh chẳng dương nhằm tất đại miền chết ghẹt ghẹt năng vì thua ai ở đây tha mọt rút chết bao dương năng bàn được tha sẵn lá hay tới chập đàm được chọn nhằm ấy tới chân anh vinh thông bà đá bây dương dương cao cồn được cập đá sai chứ vì thua ai dương bạch rút chết thua ai dương năng plak bà đô rút chết năng không mọt bao dương chẳng chắc được không năng được khi bàn bằng hai bộ phẫu hóa cơ dương thời ca nhây hay nhây ní chất bỏ hai chứng khi ông vô tầng ọt đông thông y tế khi ông vô tái mùi cầm nặng chàng chân mùi đông phần ní hai bò mùi chàng chân ní cư nhây mùi đông tối để khi ông đạn ní hay đạn nhây chỗ rồi hai bò để khi ông cắt chìa buôn chầm nặt chàng ní bò nhóm cắt chìa buôn chầm nặt hai đạn chỗ đá dương cắt bom chia chấm nát chẳng biết người xua nó không ca để dương kẹp mà sân chia dương ngồi kẹp từng mũi tới vì thôi ao mà sân dương nó ngồi kẹn phòng cha nít bom cha lỡ khi đặt bom cho từ không năng ao hái bom hái khi nhảy mùi đông tuổi chẳng mà sân chia bom pha ôn cho chặt được hà nhắm khi nhảy chọn dương ai thay mà đông tuổi đi tiết đặt nó không năng hai khi nhóm bà sân chia nhằm nó không phải chờ tập phải chờ anh chẳng khi em ra tay mà đông tụ tay bà sân chia nhằm khi nhây chẳng mùi đưa chia tập mông rồi mùi cỏ nhằm khi nhây tay xuất nhóm trời ca khi nhây chạc khăn khăn bằng đọc bê đạn chế khi em ra tay mà đông tụ tê chẳng việc cục con sạp khi nhằm hay chả hai dân bà mà xin cấn khi bà mà xin cấn tất hẳn nữa tất hẳn chúng dùng cân tật bom hói hói hay tật cá kéo ví dụ khi ông trong bà bông bồn đã tha nơi không nắng bà sân chia bông bồn trong nhâm được tha tật cọ ai đặt tật cọ ban cầm tay sầm đập nhẹ đại quạt được tha miên chỉ người bà sai chẳng cua tay cầm nhâm tật cọ vì ai thua ở dương nắng nơi tật cọ được mua cọ chui cọ chẳng sầm đập khi ông bà tật đại đặt classe hói hói khi ông bà tật tật classe nắng chặt nhằm từ chẳng vì tự chạy đai tại vì ọt miên chưa tự có khá lắng nghe bị phủ thông mà đá dương thèm đông tự có mau vì thua ở dương nâng ở miên bánh hà chả ơn chiêng để dương nhằm tự chạy chanh bị tù chàng xâm đập được thay về dương chương chân dương thật ca nhằm tự ấy để hiện tự chạy bà em phá em chân dương ai nhằm tự chạy nâng ba thì tôi đọ bị tù tự chạy nâng mau tại dương cũng thèm tự có anh chân từ tại bởi sân chỉ nhẹ miên cầm lắng thông mà đá có nhằm ba đai mình men chăm tai nẹt chư bà đa sai rồi co cầm lắng ấy bán nhằm bán này nẹt đại minh cầm lắng nẹt chia còn anh nhằm bán bị phù lấy chia phải sẽ chạy nhằm thua mà đa và chăm thế ngày cà bị nhom bạc hàng nó cứ luộn lạnh nè nó không hàng bạc nhom nhiều bỏ tê có quạt cho chật hay nhiều cái máy nhom này nhóm có nó pe để cọt cả chừng người bà đa sai chứng cọt có cho chật nhằm dài chàng chứng ở lời ní dương prà tật mống
ចុះយើងដាក់ទឹកខ្មុំបើសិនជាត្រូវការផ្អែមយើងអាចដាក់មួយស្លាបព្រាពេញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងផ្អែមជាមួយនឹងទឹកប៉មហើយចុះយើងអាចត្រូវការប្រើទឹកខ្មុំច្រើនពីស្លាបព្រាអីទេចុះយើងប្រើតែមួយស្លាបព្រាហ្នឹងទៅបានហើយហើយប្រើទឹកដែលមានជាតិហ្គាសអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចុះចិត្តញ៉ាំទឹកផ្សេងដូចជាសូដាបងប្អូនអាចញ៉ាំបានតែបើសិនជាអត់ទេបងប្អូនអាចញ៉ាំតែទឹកដែលមានជាតិហ្គាសចាអញ្ចឹងយើងចាក់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ឲ្យទឹកចូលទៅក្នុងទឹកខ្មុំហើយយើងកូរទឹកខ្មុំជាមួយនឹងទឹកចាគឺកូរទឹកខ្មុំឲ្យវាលាយចូលជាមួយនឹងទឹកហើយយើងអាចប្រើទឹកប៉មដែលយើងគៀបមិញនេះដាក់ចូលទៅក្នុងទឹករបស់យើងចានេះហើយទឹកមួយកែវដែលខ្ញុំបានធ្វើគៀបប៉មជាមួយនឹងខ្ញីហើយលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំលាយជាមួយនឹងទឹកដែលមានជាតិហ្គាសទឹកនេះមួយកែវហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការជាតិផ្អែមហើយចង់ជួយបើកម្លាំងខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានកម្លាំងពីព្រោះពេលខ្លះយើងធ្វើការហត់អស់កម្លាំងយើងត្រូវការទឹកផ្អែមផ្អែមដែលមានជាតិហ្គាសអីតិចតួចអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការដូចថាដូចពេលយើងស្អកកឈឺកយើងញ៉ាំទឹកនឹងបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសុខភាពធម្មតាហ្នឹងក៏ញ៉ាំទឹកនឹងបានដែរចាអញ្ចឹងមិនមែនទឹកហ្នឹងសម្រាប់តែអ្នកកត់ឈឺឬក៏អស់កម្លាំងអីទេសម្រាប់អ្នកដែលមានសុខភាពធម្មតាជាអីហ្នឹងញ៉ាំទឹកប៉មនឹងបានចាគេហៅថា Apple Gingerគឺជារូបមន្តមកពីហាង Vigo Salad Bar ដែលជាហាងរបស់នាងខ្ញុំលើកមុនឥឡូវហាងបិទដោយពីព្រោះ Covid ចាអញ្ចឹងទឹកមួយកែវនេះខ្ញុំយករូបមន្តពី Vigo Salad Bar យកមកចែកបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការចែករំលែកនៅវិធីធ្វើទឹកប៉មជាមួយខ្ញីញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូនៅក្នុងការចែករំលែកនៅវិធីធ្វើទឹកប៉មជាមួយខ្ញីលាយទឹកខ្មុំនេះចាហើយជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បរិយភ្នំពេញថ្មីហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្ររាល់វីដេអូសុភី Lifestyle ចាសូមអរគុណ